Tomioka là thủy chỗ buôn quỷ Venera, rất trầm tính và không muốn hòa đồng, mọi người tụ họp ta đây thích đứng xa. Từng tha mạng em gái tên Zero, không khát máu từng thấy Nezuko, tiêu diệt hết lũ quỷ không tha thứ, lấy đầu bọn chúng dù cho có phải cố. Là đệ tử Urokodaki, Sabito người bạn đã ra đi, người gây ra chính là những lũ quỷ nên bọn chúng xứng đáng bị trừng trị. Thức 11 chúng ta luôn tĩnh lặng, chỉ lướt qua một chém là bay đầu, đừng nghĩ ta im lặng là tự kỷ vì khi ra trận anh đây cũng rất ngầu. Người tiếp theo trùng chủ Shinobu, với tính cách thì không hề giận dữ, đừng nghĩ ta phụ nữ mà chủ quan, tim đập cho ngươi đau đớn chết từ từ. Chặt đầu ngươi có thể sẽ không nổi, nhưng độc dược sẽ có tác dụng thôi, hãy yên tâm lời độc ta lựa chọn cho ngươi nhẹ nhàng cái chết không đau nhói. Có quá khứ căm thù với bọn quỷ, Kanae người chị đã hy sinh, Thượng Huyền Nhị là tên rất tàn nhẫn, muốn giết được hắn thay cho người chị mình, đã hy sinh trong trận với Đô Ma, mối thù này cuối cùng đã làm được. Cô là người cái đổi sẽ không quên, bác sĩ chị thương và kiếm sĩ độc dược. Sở hữu được hơi thở của sương mù, Mochiro Hà Chủ đã có mặt, những lũ quỷ thì có là bao nhiêu, cái chết của ngươi sẽ đến trong tích tắc. Là thiên tài hiếm có ai cũng biết, thành chủ cột chỉ trong 2 tháng trời, có quan điểm khác với người anh trai, giúp đỡ người khác là một điều tuyệt vời. Ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, giống thủy chủ nhưng cậu là vô cảm, nhìn trời may mà kệ ai nói gì, nhưng trong trận chiến thì cậu rất can đảm. Cổ tổ tiên là cụ thần huyền nhất, nhưng hiện tại đã trở thành ác quỷ, đã hy sinh có phần trong trận chiến, tên tuổi của cậu vẫn sẽ được khắc ghi. Lửa bùng cháy tại đây là viêm chủ, quỷ thì diệt nhưng còn người thì cứu, lửa kiếm này có được những đốm lửa, bọn quỷ thích chiến thì đúng là quá ngu. Đã luyện tập chăm chỉ khi còn nhỏ nên tự hào sức mạnh ta đang có, muốn sống chết như là một con người, thân xác ra sao nó cũng chẳng đáng lo. Luôn rèn luyện tốc độ và thể lực, đạt tới mức cảnh giới của loài người, trên chuyến tàu vô tận một trận chiến với Thượng Huyền Tam hy sinh ta vẫn cười. Ta thà chết chứ không muốn hóa quỷ, để lành lại vết thương ta đang mang, với luật lệ là sinh lão bệnh tử, là sự tươi đẹp là người trên thế gian. Người tiếp theo nhắc tên ai cũng biết, ba người vợ nhưng lại chưa có con, nghe vô lý nhưng lại là sự thật, lấy đầu lũ quỷ một cách rất nhanh gọn. Như tên gọi sức mạnh thì khỏi nói, có tốc độ sẽ ngang với âm thanh, đã cho thấy trận chiến với Thượng Lục lấy đầu đa kỳ một cách rất là nhanh, rất hào nhoáng và có sự kiêu hãnh, những người vợ ta xem là quan trọng. Một nhát đao là đất bị chẻ đôi, thách thức lũ quỷ cái nào mà dám động. Thượng Huyền Lục thì lại có 2 tên, ta thừa nhận là bọn chúng mạnh đấy, nhưng là quỷ thì ta sẽ không tha, mặt trời dần lên chúng mày bị thiêu cháy. Người tiếp theo còn gọi là Luyến Trụ, mang trong mình hơi thở của tình yêu, là con gái nhưng lại rất mạnh mẽ về mặt thể chất nên cô không hề yếu. Khi còn nhỏ sở hữu một sức mạnh gấp 8 lần đối với người bình thường, và mức độ ăn uống cũng hơn người, thắng 3 đô vật đúng là đồ không tử. Có thành kiếm uống dễ như sợi dây, chém lìa đầu lũ quỷ trong vài giây, tuy mỏng manh nhưng lại rất sắc bén, sử dụng điêu luyện cứ chỉ từng khớp tay. Rất ngưỡng mộ tốt bụng với mọi người, dù quá khứ của từng bị chê cười, Obanai cảm ơn và vĩnh biệt, cả hai ra đi trên miệng vẫn cười tươi. Trên người ta luôn mang một con rắn, là xã chủ cái tên cũng không sai, Mitsuri là người ta thích nhất, và ngoài cô ấy ta chẳng để ý ai. Cũng giống như tất cả trụ cột khác, ta muốn giết tất cả những lũ quỷ, với thanh kiếm uống lượng như bạch xa lũ quỷ, tầm thường một chém là ra đi. Sống trong một gia tộc thật bẩn thỉu, bị rạch miệng từ khi ngay còn nhỏ, là lý do trên miệng vẫn che đi, không muốn cho ai biết được sự thật đó. Tặng Luyến Trụ đối với cô đen màn, mong kiếp sau hai người sẽ gặp lại, dù nói sao anh vẫn là trụ cột sở hữu năng lực, phải nói là lợi hại. Sanemi sức mạnh từ phong trụ, mang trong mình sức mạnh hơi thở gió, rất nóng nảy thô lỗ và bốc đồng, với sẹo trên người nó chỉ là chuyện nhỏ. Tanjiro nó thật là láo xược, nhưng đã vậy con em lại hóa quỷ, vì quá khứ bọn chúng đã ban cho ta, ghét bọn chúng đến mức tận xương tủy. Giết người mẹ ta không muốn làm vậy, thằng em trai muốn nó có tương lai, sống bình thường như bao con người khác, ta vẫn nhớ nó kêu ta tiếng Anh hai. Đánh ngang cờ với cả Thượng Huyền Nhất, vì không muốn bản thân phải thất bại, là trụ cột sống sót đến cuối cùng, một từ diễn tả chỉ có là lợi hại. Người mạnh nhất trong đoàn ai cũng biết, vẻ bề ngoài như là một tăng nhân, tuy bị mù nhưng lại rất nhanh nhẹn, tăng cường sức mạnh thể chất của bản thân. Anh luôn khóc thay cho một số phận như Tanjiro và cả Nezuko, khi bình thường sức mạnh đã hơn người, giết một con quỷ anh đây không cần cố. Mang bên mình chiếc chì cùng chiếc rìu, và sử dụng một cách rất nhuần nhuyễn, cả cụ nhất cũng phải lùi về sau, thêm ấn diệt quỷ thì đố mà dám tiến. Cảm giác quan linh hoạt và nhảy bén, nhưng hy sinh cho một thế hệ sau, đã ngã xuống lần đầu anh mỉm cười, vì chết quá ít dù cho phải đổ máu.